Hiện tại là GoFood đang có mặt ở bệnh viện Chợ Rẫy. Thì hôm nay là mình vô trong đây để mình thăm một cái trường hợp vừa mới gặp tai nạn, một cái hoàn cảnh khó khăn. Có một cái chị tên là chị Thùy Anh, đang sinh sống ở Đồng Nai và chị có liên hệ với kênh GoFood. Thì chị có nói là chị có biết một cái hoàn cảnh khó khăn ở gần khu vực nhà của chị. Trường hợp của một cái chú làm lao động mà không may bị rắn cắn và hiện tại là đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. GoFood có hỏi thêm với chị Thùy Anh là tình hình sức khỏe của chú như thế nào. Thì chị cũng nói là chú vừa mới vào trong cấp cứu nên là cũng chưa nắm bắt về cái thông tin. Nhưng mà chị Thùy Anh có gửi cái số điện thoại của vợ của cái chú mà bị tai nạn đó, là tên là cô Lệ. Thì GoFood có liên hệ với cô Lệ. Thì cô Lệ ngày hôm qua thì dự định của GoFood là sẽ vào thăm để thăm hỏi về tình hình sức khỏe cũng như là gửi một ít tiền để có thể đóng tiền viện phí cho chú. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì quá trễ nên là hôm nay thì GoFood có hẹn sớm với cô Lệ để cô Lệ có thể chia sẻ về cái bệnh tình của chồng của mình và cũng như là cái hướng điều trị sắp tới. Mình đã gọi điện đến cho cô Lệ, thì mọi người sẽ gặp cô Lệ sau đây. Kể cho con nghe về cái việc mà chú không bị may mắn như vậy đó, cô kể giùm con. Hai chồng cô đi làm sò nhà, xong rồi cái cô đi vô đâm rước cháu ngoại đi học, cái ổng ra cái xài khác ổng cưa xong rồi ổng xuống ổng lấy cái tay ổng quào dây không à, ổng phát là sao không biết nữa. Rồi cái mấy ổng nói trúng nó cái bắt đầu nó phục vô cái tay ổng, cái nó con gái ông nó cũng phải cắt ký gì đâu á, cái bắt đầu cái nó cục nhẹ, cái nó còn để nó không có nhã. Ổng nghe nó ổng đẩy xuống vậy nè, ổng đẩy cái ổng mới lấy cái dao á, ổng chặt chân sống làm sao không biết nữa, rồi không biết chết là sống rồi mới ổng chạy vô ổng bụng cái tay vậy nè. Mà mai phố cô sửa soạn đi rước một cháu mà trong rẫy từ cái chỗ học của cháu ra sớm chắc 6-7 cây số, mà từ nhà cô ngoài bờ Hào có mà ra tới vô tới rẫy 4-5 cây số, rồi ổng chạy vô. Rồi cái tới buổi chiều á, cái đâu cô chở ông đại ra ngoài, cái cô can caro mà ca quýnh quá rồi, trời ơi nó cái sợi dây nó mục nữa, ổng lên tới đó ổng là mệt dữ rồi, thoát mồ hôi rồi, cái chụp cái cô cái bà thầy mà mỗi lần ta cũng chữa chứ không ở bờ Hào á, chữa cũng nhiều người dữ rồi chứ không phải không, thấy gì bà chọn uống miếng thuốc vô thì ổng thấy cái bớt cái ổng lên giọng ổng nặng, cái ổng nghe ai nói là đi bệnh viện này tới mấy 50-60 triệu gì đằng á. Cái nói giờ sao anh ơi, mình nắm tiền cái ổng nói thôi kệ để bà ba phải chữa giùm, cái chị ba chỉ nói thôi để tôi chữa cho chú này kia nọ, mình cũng biết bà chữa rắn rồi, nhưng mà chữa lúc được khoảng uống trong tiếng mấy đồng hồ á thì bắt đầu á hả, thì cái tay này nó bị ngay chỗ này nè, tay trái nè, chỗ này xong bắt đầu cái nó sưng lên rồi một cái tự nhiên chỗ hai cái lỗ mà rắn nó cắn á, cái nó cắn cũng như chó mà nó cắn bự à, cái nó ra máu đổ lồn bạch mà tay chân lên đen hết, xuống ban nè, cái ráng đập cái bà nói nè, nhức lắm từ đây tới khoảng 6 tiếng đồng hồ, mà trong đó ông uống mới có được một lần thuốc thôi là 3 tiếng hủ lần, uống từ bắt đầu nó ra, xong cái bắt đầu uống đóng bị hồi 10 giờ mà đến cho uống rồi tới 12:30 cho uống một lần nữa, rồi bắt đầu nó bớt ở đâu mà bắt đầu nha, máu hết nó ra cái lỗ này, nó ra mấy cái ghẻ mình làm xày á, nó ra yeah. nó ra dữ lắm, mà nó đen thui một bám cái tay vậy nè. Và bắt đầu cái tới khoảng 6-7 giờ bắt đầu nó lăn lộn, nó qua như thì không có đỡ, nó lên đâu tới đây thì cũng không có biết nữa, mà nó làm cho ổng đi cầu quá trời xin nè, cái mấy người nó sớm nó ta lại ta la nói cỡ này còn để nữa đó, cũng vì ổng tiền hồi sáng á thì có chiếc xe 7 chỗ đó, người ổng vô ổng hỏi cái gì ổng thấy gì ổng nói để ổng đi, mà trong nhà thì không có tiền cũng không dám đi, nên nó tới 60-70 triệu nữa, rồi sớm mà mình biết mượn ai tiếng hồn cái gì á. Rồi cái tới tối người ta lay quay người ta lính quýnh, bắt đầu cái mấy người đó người ta bao chiếc xe đi, cái họ ổng lên nó sắp chết, ổng hước lên rồi ổng nói chết rồi tiếng hồn quá, cái bắt đầu cái chạy lại đằng cái cô Tâm á, cái nó cô ơi cô giúp cho tôi mượn được mấy triệu giờ tôi đi theo đường đi chứ biết làm sao nữa, cô Tâm đưa đâu được 1 triệu gì đó, cô Tâm cũng thương chạy cũng chạy mượn người ta, cô Tâm nói đưa rồi đại thôi chị đi chạy lên trển đi, thì đi tới ấp hai thì cũng mẻ hết mấy trăm rồi, đi tới ấp hai cho người ta thở oxy đó, xong mới chuyển đi ra ngoài Thánh Tâm mình á, bệnh viện Thống Nhất á. Dạ. Rồi mới xe cấp cứu trở về đây nè, là lúc đó là 11 giờ phía rồi. Xin lỗi với mọi người nha, khi nãy ngồi ở cái góc bên kia nắng quá nên là GoFood với lại cô Lệ ở qua bên đây mát nó đỡ hơn chút xíu. Là cô nãy cô nói là cái chị Tâm nào là cho mượn tiền đó. Dạ. Tâm ở cái sớm đó.
Rồi không có tiền là phải đi thuốc nam gì ở dưới mấy tiếng ở dưới đó hả? Dạ, bị cũng sợ cái vụ không có tiền đi bệnh viện đó. Mới uống thuốc cho rắn thì bả nó cũng chữa đỡ đỡ đó. Có chịu hết nổi rồi là trong đó cũng 6-7 tiếng chứ nhiều. Mới cấp tấp chở lên trên này thì chở tới bệnh viện đó, vô đây đó. Dạ. Hiện tại là bây giờ sức khỏe của chú như thế nào rồi cô? Thì mẫu hận kia thì đưa ra ngoài nha, cũng nằm á. Nằm đó rồi cũng giờ đang cái vô nước biển nhiều lắm. Ông nói từ đó giờ cũng mấy chục chai về cái tay nó sưng à. Nó no hết bên đây cục lên đây rồi. Còn bên đây giờ vô bên này lại tay dưới này nó no hết rồi. Còn ăn cháo á, thì hấp cháo thôi, chút thôi. Nhưng mà bây giờ chú đã tỉnh rồi, chú đã tỉnh rồi, cũng bình thường lại chưa? Cũng tỉnh rồi. Nhưng mà tay còn sưng. Cái tay bên đây thì nó sưng bởi cái tay vô nước biển, còn cái tay thì nó cắt nó đang băng trên này. Là cắt từ khúc nào tới khúc nào cô? Cắt bỏ. Chú ơi, bữa nay mới thấy tình tưởng đâu dưới này. Chú ơi, trên này nè chú. Còn trên này còn lâu đi chút. Có nghĩa là mình xuống này chậm quá nên là phải bỏ cái phần tay. Thì chắc vậy, bác sĩ cũng ráng cứu mà cứu không được. Nhưng mà bây giờ tình hình sức khỏe là giữ được mạng sống rồi đúng không? Dạ, cũng đỡ, nó cũng còn nhức nhối lâu lâu, chắc còn cái nặng quá. Lâu lâu nó chặt lượng cẩm nhanh, nó làm dữ lắm. Chứ ăn uống chưa có được chứ. Đút cháo chút đỉnh mà. Cháo bệnh viện cho đó. Rồi cái bắt đầu ăn sáng đâu có mấy miếng nha. Bây giờ ông nói tôi để tuyến có nuôi cho anh chút xíu, coi có ăn đổi món rồi chút. Tính cầm cái hộp đi ra mua. Dạ. Cái chị mà chị Thùy Anh ở ngoài cô là cô chị nào chị? Cô có biết không? Con của chú Hùng mà ta đặt kêu chú Hùng Gồm á, cô biết hồi nhỏ, giờ cô nó lấy chồng. Chị đó cũng ở gần nhà cô. Hồi cũng ở sớm đó con. Dạ. Chị đó liên hệ cho tụi con. Dạ. Tụi con không biết. Dạ. Nên là chị có xem ở trên kênh con hoài đó thì liên hệ, nó là vô xem hoàn cảnh như coi bệnh tình hoàn cảnh như thế nào, tại vì chị ở sớm thì chị cũng nói là gia đình cũng biết gia đình khó khăn. Cô có chăm sóc cho chú một mình thôi đó hả? Dạ. Có nhỏ con gái thì giờ nó làm công ty á, mà gặp chồng kem mà tí đâu con mà. Rồi cái giờ nó xin nghỉ mấy bữa rồi, mình cũng phải mua giấy bệnh gì đó con, hết 500-600 gì đó. Rồi giờ cũng có nhờ có hai mẹ con, như bữa hổm nửa đêm nó không đi đẩy đi mổ, bác sĩ cũng kêu đi rồi đẩy về này cũng có, chứ không có cũng chết nữa. Ủa chị, cái hôm xảy ra tai nạn á là chú với lại cô là ở trong núi hả? Trong gãy á. Là nó gần núi không cô? Không. Ở rừng, cái rừng bảo tồn á. Dạ. Ở Đồng Nai. Thường để bảo tồn thiên nhiên á, văn hóa đó. Cái địa chỉ của mình là ở trên đó là trên nào cô? Ấp xã Ma Đà. Xã Ma Đà, huyện Vĩnh Cửu. Ấp 5, xã Ma Đà. Huyện Vĩnh Cửu. À, huyện Vĩnh Cửu. Là cô chú làm gì trong đó mà? Thì có một chút đất đó, thì ở trong mấy chục năm rồi. Trồng rẫy trong đó đó. Trồng ba cái xài này nọ đó, nhổ nó nằm dưới gốc xài đó. Trong đó gắn gít nhiều lắm hả? Chút rừng mà con. Dạ. Ôi sát nguy hiểm quá ha. Mà nào giờ cũng đâu có dám đập rắn. Cái bữa hổm mấy con tranh ổng nó vô nó ăn gà của ổng á, ổng đập đứt đầu luôn mà được 12 kg, đập đứt đầu luôn á. Cái người ta nói sao mà ổng bắt bán được cả triệu, chú ổng tập cho mày chết đi. Mà sơ ý tại mình làm mình chắc mình bắt nhà quê nhầm nó mới phóng lên á. Chứ ai dám bắt mình chi, trời ơi. Hiện tại là bây giờ là cái tiền viện phí là đóng bao nhiêu rồi? Đóng hết 21, 22 triệu gì rồi. Cứ nhấp chạy về quê được đồng này ngõ cũng mượn không á. Thí dụ đòi 20 triệu cũng có. Chạy về quê được 10 triệu lên gửi. Mấy ông bà nói vậy nè, không gửi tiền là không có thuốc uống. Nói vậy đó. Ý là nói là cái tiền hôm bữa là cô mượn bao nhiêu rồi, đóng tiền viện phí hết bao nhiêu á? Đóng tiền viện phí bao nhiêu á? Hết 20 mấy triệu rồi mà đóng giấy này gửi cho cô đó, cô sợ mắc á, cái cô trong bác sĩ á. Đó. 20 mấy triệu không có nhớ, nhỏ con nó đi đóng á, thì cứ đòi thí dụ 10 triệu thì chạy về 6-7 triệu, biết mượn chạy về, nhỏ giờ nó đang chạy tiền vậy đó, nhỏ gái á, con Mỹ từng này sinh vậy đó. Dạ. Chứ cô ở đây cô có biết đường với lại coi ổng mà mới cho ra cho ổng nằm ở ngoài chẳng mà dòm cho mấy bữa là đâu có thấy mặt ổng đâu. Giờ là chú ra được phòng hồi sức rồi. Phòng ở ngoài nằm đó. Là con gặp chú được không con? Được đó, nhưng mà cái ý là cô muốn bây giờ là nó không có cho vô, thấy không? Cái ý là cô đi với con cô lên xin cái bác sĩ đó coi được không ha con. Bởi vì có nhà báo đồng tài trợ giúp đỡ cho cô được tiền viện phí á, chắc mấy ổng mấy cô nó sẽ cho. Dạ, để mong chút cái đó tính sao. Dạ.
Để cô nghe điện thoại đi nha. Đúng. Bởi vì cái chỗ đó ổng ở là có mấy tiếng ngồi tới tối đây con kệ cô kể con. Tới tối quá rồi quýnh rồi, ổng nằm chết mình ta la xóm làng la. Rồi cái cô Tâm, cô kể cái cô Tâm tới bên đó. Cô Tâm làm cái chia sẻ trên này nè. Dạ. Đây chị Tâm đó. Rồi bà chạy quơ với cô bà mới nữa. Được 12 triệu chạy cầm đó. Rồi cô kể tiền này tiền nọ tiền xe nữa. Xe chở cấp cứu là bao xe là khoảng là 500 rồi nó mới đưa gấp 2, gấp 2 là chuyển lên trên kia. Từ Đồng Nai chuyển lên Thống Nhất. Thống Nhất đó. Đó rồi mới chuyển lên đây. Nó đâu có tiền. Rừng đó về cái chỗ đó. Hai người con của cô là sao? Trời ơi, còn thằng trai thì nó cũng đi làm công ty, nó cũng có khi nó cho khi không, bây giờ cái vụ này thì nó cũng về vô rẫy rồi, ở trong con nhà. Dạ. Yeah. Cô có hỏi bác sĩ là cái khoản mà đóng tiền viện phí đó là đóng theo cái thời gian như thế nào không? Bây giờ từ hồi mới vô tới giờ là đóng được 20 mấy triệu đó hả? 20 thì trở lại à. Mà cái phiếu mấy bác sĩ giữ cái cô mà thấy cô cũng mù mờ quá sợ mắc cái phiếu. Cái đó là đúng là mình phải giữ. Cái cô đã giữ luôn. Cô đã giữ giùm. Mình đâu có dám hỏi con. Bác sĩ nhiều lắm. Không có dám đâu. Cô chú đi vô đây nằm được mấy ngày rồi cô? Bữa thứ 11 giờ thứ hai thì bữa trưa 10 giờ là rắn cắn mà chuyển tới đây là 11 giờ phía rồi chiều rồi hôm qua bảy hôm là 10... thứ ba cắt thứ ba tối thứ ba rồi hôm qua thứ tư phải không con, thứ tư rồi ra hồi đêm hôm rồi vậy là 12 giờ 12 tiếng mới chuyển tới giờ đấy chắc vậy rồi chắc có thể vậy rồi. Ờ đúng rồi đó, 10 giờ sáng mà bị cắt đó. Trước mặt của mọi người đây là chú Hùng đây mọi người. Chuyển về cái phòng hồi sức nè, mới phẫu thuật cái tay, bỏ cái tay nè. Hiện giờ sức khỏe chú như sao rồi chú Hùng? Dạ. Ok, cái tay sưng quá ha. Dạ. Chú giờ chú ăn cháo với lại uống sữa thôi. Ừ. Ăn hết con cho đựng chút ăn vài miếng con. Cái con rắn mà con nghe nói là rắn nó độc lắm hả chú Hùng? Con chồng vào nó đỏ nhưng nó có cái thang đen á. Chàm phàm hả? Có gì? Cái thang á. Đốm đốm đen đen á. Là rắn nó ở trong núi trong rừng không hả? Ở ngoài mình có không? Có, ở dưới gốc xài á, dưới cỏ á, mình không biết á, bơi bơi ra cái nó bơi ngay chỗ này nè. Như này. Mà nó dạ. Cưa lên trên này, nó phồng lên hết. Cô Lệ nói là hình như là mình đi trễ đó, mình đi trễ mới phẫu thuật cái tay chứ nếu mà đi sớm, kịp thời sớm sơ cứu rồi là có thể là giữ được. Bữa ông tại chú đi ra rồi thở không nổi, mặt nó chạy lên tới ngực rồi. Người đáng đi gặp tới mẹ lớp 1 á. Rồi lấy đồ phục vô mặt rồi mới chạy ra tới cái oxy. Nhà tới đây bác sĩ cái cưa rồi thôi nó vô tim. Vẫn cục bầm. Dạ. Ngọc nó chạy đi hết rồi. Rồi cũng đỡ hơn. Bây giờ thì kia phải bỏ cái tay. Bỏ chỗ nào? Bỏ cái tay. À thì cắt rồi đó. Phải bỏ cái tay rồi mới sống. Không mình tiêu. Thôi nói chung là giữ được cũng là cũng may mắn rồi. Cảm ơn con đi. Không có gì. Tại con có nghe chị Thùy Anh ở sớm đó, cô Lệ là biết nè, có liên hệ với tụi con. Để con chạy vô xem như thế nào, tiền nông là đóng tiền viện phí rồi các thứ như thế nào. Con ơi, hai chồng em phải ở sớm là thương quá, cái ta làm gì làm. Nó gửi cái tay bẩn hồi trước lên không biết có sao, cái tay mà lúc chưa ngủ. Rồi giờ ngủ rồi, cái tay còn thấy cái tay. Chú đang bằng cỏ hay sao, hay là đang dọn dẹp? Đang dọn dẹp. Dọn cỏ dưới gốc á. Cái gốc xài mình đổ thuốc. Mình đổ thuốc xài á. Mình dây á, mình cộng lên vậy. Nó nằm trong hang á hả? Nằm ở trong cỏ, không biết nó nằm ở đâu. Rồi để tay vô là ngay cắn ngay luôn, ngay chốc. Nó phóng lên dính gì nè. Ồ ghê quá ha. Lộn thoảng cái chú mới lấy kìa ngựa. Chú bấm nó không bốn luôn. Không,
cắn mà không nhả luôn. Chắc nói gắn đó ai cũng biết ha. Từ đó nói nhọn quả. Màu mà hồng hồng thường thường vậy đó. Đúng rồi. Nó độc hơn đó, hậu phú. Cái như thế này nha chú Hùng. Thì con biết được cái hoàn cảnh cái của chú á, thông qua người hàng xóm của mình. Thì con chạy vô đây để mà con xem như thế nào để con phụ cái tiền mà viện phí lại gia đình. Thì trước mắt là như vậy. Còn sau khi mà con chia sẻ, nếu mà Mạnh Thường Quân cảm thấy mà cần giúp đỡ chú thì có thể liên hệ trực tiếp đến gia đình hoặc là liên hệ với con nha chú. Thì con cũng mong sao là sau khi mà con đăng lên thì Mạnh Thường Quân có thể hỗ trợ cho chú để mà có tiền tiếp tục đóng tiền viện phí, có phục hồi sức khỏe rồi để đi về lại nha chú. Con đọc tên và cái số tiền. Con đọc cái số điện thoại của cô trước nha cô Lệ. Số điện thoại của cô Lệ là vợ của chú Hùng, đó là 0346 880800. Thì ở đây thì có 5 người. Là thứ nhất là của cô Lan Nguyễn là 1 triệu. Thứ hai là của người gửi Hồng Nguyễn là 1 triệu. Thứ ba là của chị Lan ở quận 10 là 500 ngàn. Thứ tư là của chị Bé Lì ở Đồng Tháp là 300 ngàn. Thứ năm là của anh Lê Quang Huy ở Thanh Hóa là 300 ngàn. Thì tổng cộng là 3 triệu 1. Thì trước mắt con gửi cho cô đi. Rồi đóng cần cái gì, mua gì cho chú ăn uống hay là mua thuốc men gì riêng đồ đó nha cô. Chú cũng cảm ơn con nhiều lắm. Con cũng thương cô chú rồi tới đây giúp cho cô chú vượt qua cái cảnh khó khăn con. Dạ không sao, không có gì đâu cô. Chú nằm trong kia là được mấy ngày? Còn 2 ngày hả? Chắc 2. Mới chuyển ra bữa nay thôi. Nói chung là bây giờ sức khỏe là ổn định từ từ thôi. Rồi hôm có chuyện cái chai gì đó, cái chai nước gì mà nó xíu đó, rồi cái kêu cô phải thức canh đó, mấy thứ ngồi đó. Ủa mình có uống thuốc ngoài gì không cô chú? Hay là đang tông mai hết? Dạ. Bây giờ tim chú đập sao? Khỏe phụ ha. Áo năm nay chú Hồng bao nhiêu tuổi chú? 60 59. 61 62 tuổi. Chú dọn bay cây xài đó để làm gì? Làm vườn hả? Là mình ngoài đó trồng xài. Không có trồng cái gì á. Xài mấy gì mới trồng được má điều. Điều nó đỏ rồi mà. Con người đất đó cũng có làm gì cằn cỗi với mấy con. Vậy xài sắp bãi rồi mới xuống điều con chút xíu. Gốc của mình là ở đâu? Campuchia. Người Việt mà. Dạ. Về năm 70. Bây giờ là hiện tại là bây giờ những y tá bác sĩ đang làm việc nên là con cũng không có tiện ở đây. Thôi con xin phép cô chú con về. Thì có gì dạ, thì có gì thì con có đi ngang đây hay là như thế nào thì con trở lại thăm cô chú nha. Để chú nghỉ ngơi với lại cô phải đi xuống dưới canteen để mua đồ ăn cho chú. Nha chú Hùng, giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn con. Dạ. Thôi con xuống nha chú, để y tá họ la. Ở đây mọi người, thì khi nãy thì mình cũng có nói là tới giờ mà chăm sóc bệnh nhân với lại y tá bác sĩ ở trong phòng của chú Hùng nên là cũng không có nói chuyện được nhiều với chú. Đây là cũng đầu giờ chiều rồi, thì cô lại cũng mua đồ ăn rồi. Khi nãy đã chuyển phòng qua cho chú Hùng đúng không cô? Đối diện. Dạ, hồi nãy là chú ăn hết cái... Không, ăn có mấy là còn lại vậy, để chiều dễ không ăn. Phải đút thôi, còn mấy cái tả đâu là cô phải tự thay tả rồi cho chú hết, tự vệ sinh cho chú. Không có cho đi đâu. Dạ, cô ăn tự nhiên nha. Cơm nhìn khô quá ha cô, cơm với sườn khô quá. Cũng ráng ăn. Họ
Hồi nãy mấy cái anh kia chỉ cô là cơm từ thiện mấy cái cổng rồi đó, cô biết hết chưa? Biết rồi. Nhưng mà tại bữa nay có khách này nọ vậy, cô không đi chứ mà cô đi sớm đó. Dạ. Nhiều cổng lắm. Hồi tối là con dự định là con chạy vô, nhưng mà con nghe nói là ở trong bệnh viện này họ buổi tối là không có cho, tới cái giờ đó là không có cho người thân thăm. Con điện cho cô quên mẹ mấy giờ không? Lúc đó gần 9 giờ rồi. Ồ vậy là qua rồi. 8 giờ là mới được nè. Mà trong đây khó quá ha cô. Khó vô. Thấy không? Lắm. Chắc giờ chắc tầm khoảng Thôi con mảnh khỏe. Khoảng 60 kg không? Ai? Không được 50 kg có 40. Cũng mấy tháng này càng có 43 kg kìa. Bây giờ không biết nhiều xương với da không mà. Cô đi chừng 40 kg. Vậy đó. Hai chồng cô khổ lắm, đi văn lưới ăn thôi chứ đâu có ai làm vô tiền đâu. Nhưng lưới xong á, cá trắng cá thiên nhiên á. Ở trên đó mà văn lưới được hả? Để chết sát hồ. Ở trong rừng nhưng mà cái hồ hồ dài lắm, mấy chục cây số luôn, dài á. Bề ngang cũng hơn cây số mà. Mà không có cá, ấy không phải là người ta thả đâu nha. Thiên nhiên á, bây giờ khu là khu bảo tồn. Dạ. Đâu có ai cho nuôi cá nuôi gì đâu. Của rừng để lấy nước cho bảo tồn chữa cháy á. Mình có dân cá gì kệ, cũng vài con thì con cũng ăn dữ nè. Sắp tới đây thì cái phần tiền nông mà cô tính như thế nào nữa cô Lệ? Cái tiền nông giờ sự thật cô nói rớt mắt cô không biết làm sao nữa. Bây giờ ổng như vậy rồi thì cô không biết làm sao nữa. Dạ. Cô không biết sao. Tới đâu hay tới đó thôi đó. Bây giờ sao giờ về đây? Dạ. Chú chắc không có bảo hiểm hả cô? Có bảo hiểm mới mua đây à. Mình có được sử dụng bảo hiểm trong cái việc này không? Không biết có đem lên đó mà không biết sao. Thì tạm thời thì cô Phú xin kết thúc cái clip ở đây. Về cái câu chuyện của chú Hùng bị rắn như vậy đó, thì khi nãy thì cô Phút có để cái số điện thoại của cô Lệ, nếu mà mọi người có muốn hỏi thêm cho thông tin gì thì có thể liên hệ trực tiếp với lại cô Lệ hoặc là gọi điện thoại trực tiếp với cô Phút. Về cái hoàn cảnh của hai vợ chồng của cô Lệ và là chú Hùng thì cô Phút sẽ tiếp tục chia sẻ với tất cả mọi người ở cái tập sau, để mọi người có thể biết thêm cái thông tin, cái hoàn cảnh của vợ chồng hai cô chú, về cái chỗ sinh sống, đặc biệt là hai người con của cô chú và cái hướng sắp tới của cô chú như thế nào. Xin mời mọi người hãy đón xem tập tiếp theo.